Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và những ngày gần đây thì có rất nhiều các bác em hỏi em về những cái dòng xe Nhật bãi. Thì hôm nay em mới về một lô xe Nhật bãi, mới về được xe những dòng xe tuyển chọn, những xe sàn lọc qua những thương hiệu nổi tiếng của những cái dòng xe nổi tiếng về Nhật bãi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua những chiếc xe bãi Nhật mà em đã lựa chọn rất là kỹ, thương hiệu và cấu hình rất là tốt trong tầm giá các bác nhé. Và bây giờ em sẽ đánh giá tổng thể chi tiết từng chiếc xe một. Và trước đầu tiên giới thiệu bác là một hãng xe khá là tên tuổi rồi, hiệu Personline, thương hiệu của Mỹ, các bác không còn gì xa lạ nữa rồi. Dòng xe, tất cả những dòng xe bãi Nhật đợt này về là em toàn những xe lựa chọn chuẩn rất là kỹ càng các bác nhé. Và đây, trước đầu tiên em giới thiệu các bác là một thương hiệu đến từ Mỹ, Personline. Xe có tổng thể là màu tông màu cà phê. Và cái tông màu cà phê này thì rất được rất nhiều các bác ở trên Hà Nội ưa thích nhé. Như mẫu dòng xe SH Honda SH150i ấy. Vâng. Những dòng xe bãi Nhật thì những cái vết xước nhỏ li ti là thì không thể tránh nổi các bác nhé. Hầu như những xe bãi, hầu như là xe nào cũng đều bãi Nhật thì cũng đều một vài vết xước li ti. Nhưng mà trên toàn cảnh khung hình xe thì không có gì là đáng kể cả, không ảnh hưởng đến xe hết. Đây, màu lâu cà phê, thương hiệu Personline. Đấy, thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng các bác nhá. Cái thương hiệu của xe này rất là đắt giá ở bên nước ngoài. Đây, xe có bên thị trường Nhật nó có full tem Nhật đấy các bác này, có nhìn rõ tem trắng đây. Xe mới về đâm ma là em cũng chưa thể lau chùi kỹ được, em chỉ quay tổng thể cho bác sắc xem, rồi bác nào quan tâm thì liên hệ em chụp hình chi tiết cho. Tất cả xe là đều khung nhôm hết này, khung nhôm. Xe có size 52, tức là size M ấy, tức là thích hợp cho bác cao từ 1m68 cho đến trên 1m7, trên 1m7 đấy. Đây vẫn còn những cái tem của Nhật đây, hầu như những thị trường Nhật sử dụng qua là đều có tem Nhật vậy. Còn đây là tem thương hiệu của bên Mỹ, tem đỏ. Đây là website của hiệu Personline, và màu trắng đây bác nhìn rõ đấy. Đây, cái màu lâu cà phê này rất là classic đấy, gọi là cổ điển. Đây, cổ và cốt yên cũng của Personline luôn các bác nhé. Tất cả bên trên xe là bên đầu xe là được làm từ một hợp kim inox rất là sáng bóng, tay lắm cao su cầm rất là êm, cũng là màu lâu đen, tông màu rất hợp với xe. Xe có bộ chuyển động Shimano 7 tầng lip, và bên này là Shimano 3 đĩa của bên Nhật. Đây, hình trước khung xe đầu có hình chữ SC, biểu tượng của từ Personline, một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Các bác có thể lên mạng tìm hiểu thêm về hãng xe Personline này nhé. Xe có bộ phanh V, hầu hết những xe dòng Nhật bãi này đều là phanh V các bác nhé. Đây, càng thì còn rất là đẹp. Mayer là nhôm. Xe này được chủ cũ nâng cấp với bộ đũa hay gọi là tâm inox này bác này, rất sáng hào bóng. Vâng, các bác là thích hợp, các bác đi mưa gió thoải mái chứ không sợ han gì gì cả. Vành thì là vành nhôm đấy, các bác nhìn rõ đấy, vành nhôm đấy. Hầu hết những cái vành của dòng Nhật bãi này đều là giờ nhôm hết. Lốp đây,
yên vẫn còn rất là mới, yên xe rất là mới. Xe được trang bị với gạt đĩa Shimano. Đây, của Shimano. Đùi đĩa Shimano luôn này các bác này. Kích thước lốp 700x38C. Lốp nguyên bản theo xe. Nó hơi cũ một chút nhưng em vẫn để nguyên nhé. Nó còn dùng rất là tốt. Đề Alivio 7 tầng lip và 3 đĩa cho hoạt động của xe 21 tốc độ. Đây kia lip của Shimano luôn các bác nhé. Và máy ơi sau của xe cũng là của Shimano này. Đây, máy ơi sau của xe đây các bác nhìn rõ. Xe hơi lóa một chút này. Đấy các bác nhìn đấy, Shimano. Chân chống nguyên bản theo xe của hãng, rất là nổi tiếng chân chống hãng này các bác ạ. Của Japan, chân chống Nhật. Alizo Uzuzula. Vâng. Tổng thể xe thì em đoán là trên 85%. Những dòng Nhật bãi này là rất là đẹp rồi. Đợt này xe em về toàn xe tuyển chọn thôi. Vâng, các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, cảm ơn các bác. Hẹn các bác vào chương ngày mai.